Trong giới nghệ sĩ đôi khi mà mình hay dùng cái từ khùng quá vậy. Và cô này cũng là một trong những cái người mà nó đôi khi thấy nam em khùng khùng đó. Em có cảm giác gì? Nếu em khùng thiệt chứ phải thiệt. Em bị khùng thiệt. Khùng thiệt ha. Dạ. Có đoạn bao giờ em gọi là mất kiểm soát với cái khùng khùng đó không? Dạ có chứ. Tại vì em mất kiểm soát cho nên là cuộc sống em nó mới ra nông nổi này. Chứ nếu mà em kiểm soát nó tốt thì có lẽ là cuộc sống em sẽ happy hơn và em sẽ trưởng thành hơn. Nhưng mà cái cuối cùng em cũng đã nhận ra cái việc em làm sai. Em không có kiểu cố gắng ôm cái sai trong người, giống như là cái nút thắt mình không gỡ ra được. Thì tới bây giờ ngồi đây, một phần nào đó em đã gỡ ra được cái nút thắt, cho nên cái bệnh khùng em cũng đỡ đi nhiều. Anh xem em rất là nhiều chương trình. Thật sự là cái khùng của em đáng yêu lắm. Vấn đề chúng ta kiểm soát lại được một chút xíu. Em là quê Tiền Giang đúng không? Dạ. Yeah. Là cùng quê với anh á. Em vào showbiz năm nào? Hình như là năm 2018 em đi thi Hoa hậu. Sau cuộc thi là vào showbiz luôn. Kiểu mới bước chập chững bước đi rồi xong sau đó bị dính rồi xong rồi đi theo luôn. Con người em lúc mà bước vào showbiz của thời gian đó, nó có thay đổi, nó có khác gì không? Dạ khác hoàn toàn. Trước đây em là một người ít nói, rụt rè, không có dám thể hiện cái bản thân, lúc nào cũng gom người lại, thu cái thế giới của mình lại, không có dám show ra cho mọi người. Và khi vào showbiz thì mình khám phá được những cái tiềm ẩn bên trong của mình rồi, thì tự nhiên mình không có control được, khi mình đẩy nó đi xa quá luôn. Cái khám phá được những tiềm ẩn của em là gì? Giống như kiểu những cái tính cách thích sự mạo hiểm á. Rồi thích làm những cái việc nó khùng điên, nó không giống người. Cái tư duy em lúc đó thì nghĩ là đời người sống có một lần, làm thì cũng sao đâu. Kiểu không có nghĩ cái hậu về sau á. Nhưng mà thật ra em cũng chưa có giải mã hết được những cái tính cách của em. Giống như thầy nói ngay lúc đầu, chưa giải mã được chính mình nữa. Nam em sẽ thành công nếu tăng nhận thức ấy, thì xin chia sẻ với nam em thế này. Nó có các chỉ số để tồn tại. Và nếu anh thiếu chỉ số hoặc chỉ số có mà thấp thì anh thua. Tài mấy người ta cũng dẫm lên lưng. Chỉ số đầu tiên là IQ, là năng lực cá nhân. Chỉ số này chỉ chiếm 25% thành công. Chỉ số thứ hai là chỉ số EQ. Chỉ số cảm xúc. Nó chiếm ít nhất là 75%. Chỉ số thứ ba là chỉ số AQ. Nó gọi là chỉ số vượt khó. Chỉ số tiếp theo là PQ, là cái chỉ số say mê. Chỉ số CQ là chỉ số sáng tạo. Và chỉ số FQ là cái chỉ số mà mình có năng lực để mình giải quyết được vấn đề. Cái vấn đề lõi của vấn đề trong cái cuộc sống của nghệ sĩ ấy, thì cái chỉ số EQ là mình nên bàn một tí, là chỉ số cảm xúc. Nó quyết định tới 75-92% để thành công. Yeah. Cho nên tôi nhìn anh này tôi biết anh ấy kiểm soát được cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc. Nhưng ở đây người ta cần thông minh cảm xúc. Nhưng ở đây người ta cần thông minh cảm xúc. Còn về trí não, người ta cần thông minh trí não. Người thắng thuộc về người thông minh cảm xúc. Cho nên khi mà ngu về cảm xúc thì nó là kẻ thù số 1 của thành công. Mà thông minh cảm xúc thì đo bằng 4 yếu tố. 1. Hiểu mình là ai. Cho nên phim Mỹ bao giờ người ta có một câu: tôi sẽ làm việc gì tôi giỏi nhất, vì họ rất hiểu họ. Thứ hai, thông minh cảm xúc ấy, là khả năng điều chỉnh mình. Tôi thích cáu là tôi cáu, tôi thích nhu là tôi nhu, nó nằm trong cái tầm của tôi. Thứ ba là khả năng thông minh xã hội, tức là ra bên ngoài nói với anh Linh ra làm sao, nói với trẻ nít thế nào, thấu cảm ra làm sao, đổi mình thế nào, nó mới ra thành công. Thì nếu mà nhìn theo cái cách đó có lẽ nó cũng rõ ràng. Thế thì nam em thấy mình có thông minh cảm xúc không? Mình có hiểu mình không? Mạnh cái gì, yếu cái gì? Tôi đã tung đòn quả đấm trái của Tyson là không có kẻ đỡ được. Cho nên bên này là tự tin, nhưng gặp cái người ta mạnh né ra, mình không có cửa, vì mình hiểu mình. Em thì thấy là em cũng thông minh, nhưng mà giống như là người điên thông minh á. Giống như là người điên thông minh á. Hay là cái gì điên á thì em thông minh lắm. Còn cái gì mà tỉnh táo là em dở cái đó. Ủa đâu phải dễ điên đâu em. Em biết em điên là em giỏi đấy chứ. Có khi người ta điên người ta không biết luôn. Đây là con người rất giàu cảm xúc thầy. Em đã từng xem cô này rất nhiều chương trình rồi. Cười là cười thoải mái, có thể rất là tự nhiên. Khóc cũng khóc là thoải mái, không cần phải ai sợ ai hết. Và thậm chí muốn nói gì cũng nói luôn.
Nhưng ở năm em nè, anh nghĩ rằng là nếu có một người nào đó, một đạo diễn về cảm xúc đặt đúng vị trí đó, thì em sẽ truyền cảm xúc đúng cho mọi người. Và cái cảm xúc đó người ta gọi là cái hồn của diễn viên để truyền cho khán giả. Thật ra thì nếu em thành công khi em biết lắng nghe nhiều hơn. Trước đây em bị yêu bản thân quá. Em cho rằng là tất cả những lời góp ý của mọi người là chỉ là làm cho em không thể hiện được cái cá tính của mình thôi. Và em cứ bảo vệ cho những cái tư tưởng trong cái đầu em cho nó là đúng. Thì sau này khi mà vấp ngã và gây chính cái câu chuyện là em thường xuyên vào cấp cứu. Em thường xuyên vào cấp cứu chỉ vì em không có control được cái cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ là em sắp chết tới nơi rồi, em sắp tắt thở tới nơi rồi. Thấy tao được cấp cứu em mới sống được chứ em ở ngoài em sẽ chết, ở ngoài em sẽ chết. Sau rất nhiều lần cứ vào cấp cứu hoài, em cảm thấy là em phải tỉnh táo ra chứ em không lẽ. Rồi gặp rất là nhiều y bác sĩ, người ta cho em rất là nhiều lời khuyên. Thì sau đó em bắt đầu học cách là lắng nghe nhiều hơn, học còn nghe cái bản năng của mình nữa. Và em học cách là buông bỏ nữa. Hiện nay công việc chính của em là gì? Gần đây thì em nhà nuôi mèo thôi. Em đang định mở một cái shop thú cưng á. Tại vì không hiểu sao từ khi mấy con mèo nó xuất hiện trong cuộc sống, em bắt đầu cảm thấy em yêu đời hơn, em sống tốt hơn. Em không còn sống theo kiểu theo cảm xúc mà không có điều khiển được nó nữa. Em bị ngu muội á. Thì cái con đường showbiz của em thế nào rồi? Hầu như em không hoạt động nhiều nữa. Mà chủ yếu là em control cái con người em lại trước cái đã. Em phải tốt thì em mới làm tốt được mọi thứ. Em cũng không dám nhận nhiều chương trình đâu. Tại vì nhiều khi em nhận mà em không có trách nhiệm với nó. Em sợ em làm ảnh hưởng tới chương trình á. Rồi cũng có những chương trình người ta không dám mời em là cũng vì cái tính cách của em. Nhắc tới nam em là người ta sẽ cảm thấy là à, cô này không có ổn định. Nên là người ta cũng rất là ngại mời em. Với lại một phần là khi mà quay trở lại làm việc thì em bị cảm giác là em bị tự ti. Em bị mặc cảm, em không dám đối diện với những cái quá khứ của em là làm. Nhiều khi chính em cảm thấy là em không còn thuộc về thế giới nghệ sĩ nữa. Em cũng tìm cách chọn cho em những cái thú vui khác ở thế giới bên ngoài. Nhiều khi cũng muốn là một người bình thường. Thì lúc mà em có được cái thông minh cảm xúc á thì mọi công việc của em nó tốt á. Nhưng mà sau khi đó em vướng vào cái tình cảm, kiểu như em một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Và khi em bị hụt hẫng quá lớn trong cuộc sống, thế em bắt đầu em buông xuôi, em cứ để cho cuộc đời nó trôi đâu thì trôi. Tại sao em dạy vậy? Thật ra gia đình em rất là nghèo, và khi em vào được showbiz là cái sự cố gắng rất là lớn. Và cũng có một cái sự đánh đổi đây là không phải là đầy bạ, mà là mình không có nghĩ cho bản thân mình hy sinh nhiều thứ. Rồi lúc đó em áp lực về gia đình, áp lực về tài chính, áp lực về công việc, cho nên là em cảm thấy em không còn cố gắng để control nó được. Nó nghĩa là lúc đó em mất cân bằng, em không có giữ được. Có vẻ đây là một cô gái quá yếu đuối về yếu về thần kinh luôn á thầy. Thế tại sao nám em không thay cái con mèo bằng một cái con người ấy? Thì mình có cái trụ thế này, thế là mình dựa vào nó. Dựa vào con mèo thì nó đã yếu, nó càng yếu vì con mèo nó còn yếu hơn mình ấy. Em chọn cái người đó em dựa vào thì tự nhiên cái người ta biến mất. Ủa còn nhiều người mà. Khi con cá mất ấy, là con cá bự. Thực ra nó không bự như em nghĩ đâu. Cứ mang mãi cái đấy trong đầu thì em chết. Không phải mang mà em cũng cố gắng em ấp bình. Em rất là muốn tìm một người để dựa vào. Nhưng không hiểu sao dựa đúng người nào là người. Bây giờ cứ từ từ. Còn nhiều, nếu không nhờ anh Linh, nhờ thầy Dương giới thiệu cho. Chứ không thể dựa vào mèo, đấy là một. Đúng. Đừng dựa vào mèo. Không lẽ trong cuộc đời này, trên hành tinh này không còn một con người nào tốt hay sao? Chỉ có mấy con mèo hay sao? Không phải là không có mà là chưa có đúng thời điểm. Cái cảm xúc làm cho em tự ti lại với cuộc đời một tí là do người khác người ta tác động vào. Yêu người ta rồi đi bỏ, thế là mình bực quá. Thế trong đó là điều tiếng làm cho cảm xúc của mình nó dội lên. Thế nhưng đấy là cái chuyện người ngoài. Bây giờ tôi muốn hỏi em là tự em có hành hạ em không á? Có. Đấy đấy, thế là lỗi mình chứ đâu phải lỗi tại người đối diện.
Thì mới chơi với mèo đó. Chơi với mèo ấy, cái đó nó càng nặng nữa. Đấy là ý tôi muốn nói. Dạ. Phải chơi ngay với cái thằng như tôi này này. Dẹp, không có nghĩ được. Bắt, thế là tự nhiên nó cân lại chứ. Dạ. Mèo nó có làm được đâu. Không có gì phải tự trách mình. Khi mà mình thấy cái cửa này đóng là nó chết rồi. Cái cửa này cửa vàng, cửa bạc, cửa này rộng quá mà đóng là mình chết rồi. Nhưng mà em biết rằng bên cạnh cánh cửa đó, đằng sau cánh cửa đó, đằng trước cánh cửa đó, trên cánh cửa đó, nó có hàng vạn cánh cửa, nó còn đẹp hơn cánh cửa đó thầy hả? Đúng không? Người ta gọi hành vi đó là vượt ngưỡng. Trong đầu em hiện nay là cái ngưỡng của em để thấp quá. Vượt chính mình, chiến thắng chính mình là thắng tuyệt đối. Không có cái gì trên đời này là không thể. Cái đằng này của em là cái này là không thể. Không thể tìm được người tốt. Là sao lại không thể? Không thể nào vượt qua được. Tính mình nó thế không vượt qua được. Ấy tại sao nó có mệnh đề đó? Không có. Hành động. Nhưng mà cái con người của em là dễ bị rung động, dễ bị tác động đó. Nhiều khi chỉ cần quan tâm đặc biệt em một chút xíu thôi thì em có tình cảm liền. Nó có 4 nhóm. Nhóm đầu tiên ấy, nóng nảy. Nhóm thứ hai, trầm tĩnh. Nhóm thứ ba, linh hoạt. Và em rơi vào nhóm 4, nhóm ưu tư. Và nhóm ưu tư này thuộc loại rất chín chắn, rất là tự ti, thần kinh ấy, thì nó có đặc điểm so với các nhóm khác là hơi bị yếu. Cho nên ở bên này nó có một cái cần một cái trợ giúp. Mà cái trợ giúp này chắc chắn không phải là mèo. Nó phải là gỗ lim. Nó đổi lại một cái anh thần kinh rất là mạnh, trầm tĩnh, chỗ dựa chắc chắn, động viên liên tục. Đến khi em lấy được tự tin thì bắt đầu em đè thằng cái xuống này. Thì bây giờ phải lấy lại tự tin. Mà muốn lấy tự tin dễ lắm. Vậy là phải tìm một anh. Em phải có một cái người nào đó, họ có thể làm đạo diễn cả cuộc đời cho em á. Không phải cần là người yêu, thậm chí một người bạn nào đó mà họ chín chắn nha. Thí dụ như thầy ở đây, có thể em sẽ tới học lớp thầy. Anh nghĩ là như thế, thầy sẽ có những cái phương hướng, những cái định hướng cho em đi. Và thầy sẽ điều chỉnh cái chỉ số IQ lại cho em. Dạ.